Xin chào các bạn, bây giờ mình đã quay trở lại phần 2 của Unbox và mở hộp Slammy Sweet Dream. Thì trong tập trước mình đã mở và khui cái này ra rồi. Thì mình thấy nó hơi bị dính và khá là lâu nên mình đã quyết định cắt video để sang video thứ hai. Thì đây, sang video thứ hai để mình đã kiềm chế được nó. Và có lẽ là đỡ dính hơn rồi. Bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem thử nhá. Đấy, mình đã lấy cho nó trong hộp rồi. Nhìn cực kỳ giống kem luôn đấy. Vẫn hơi dính nhưng mà mình nghĩ là không sao đâu. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra ngoài để chơi cho một ít cho các bạn xem. Nó vẫn còn khá là nhiều trong hộp ấy, nhưng mà mình lấy một ít thôi. Sẽ đậy nắp lại. Đấy, rồi. Thì cái thứ này nó là slumber nhưng mà mình thấy nó rất là mềm. Và nó còn dẻo hơn cả những cái slumber bình thường nữa. Nhưng có vấn đề mình không thể hiểu nổi là tại sao nó lại chảy như thế này các bạn ạ. Mình không thể cầm lên tay được luôn ấy. Bạn nào có cách gì giúp mình thì có thể comment nhé. Nó rất là dính nên mình không thể bong bóng được luôn. Tất cả có thể làm là chọc hết. Nhưng mà được cái là cái này chọc tiếng rất là to nhé. Các bạn nhìn hai cái này nó có giống nhau không các bạn? Hai cái này mình thấy nó cũng kiểu hơi bị lừa đảo một tí. Tại chỗ này nó có màu trắng và màu hồng. Bây giờ thì nó chỉ có mỗi màu hồng thôi là sao? Hồng đỏ thôi. Trời ơi, thật là khó hiểu. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cắt lại vào hộp cho các bạn xem nhé. Nhưng nếu mà mình nghĩ thì có lẽ là các bạn không nên mua slam này. Tại vì nó rất là dính luôn. Cho nên nếu mà trình độ chơi của các bạn cao hơn mình thì có lẽ nên thử mua về. Nhưng mà mình thấy nó dính lắm, khá là khó chơi. Chung là nó rất là khó chơi các bạn ạ. Nếu bạn nào mà giỏi chơi slam thì hãy mua về và chơi nhá. Tại vì đối với mình thì mình thấy là không nên mua slam này về đâu. Đấy là ý kiến của cá nhân mình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt lại vào hộp nếu có thể. Ô thôi, không được rồi. Thế là các bạn, bây giờ mình phải đi giải cứu rồi đã.